những nữ ngôi sao thể thao xinh đẹp và giàu có. Không chỉ tài năng và giàu có, nhiều nữ ngôi sao thể thao còn khiến người hâm mộ phải trầm trồ thán phục nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình cực kỳ gợi cảm. Mặc dù không giành được những danh hiệu lớn nhưng tay gôn Natalie Gumbit vẫn giàu có nhờ thu nhập từ nghề người mẫu. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng thân hình cực kỳ nóng bỏng, cô từng được giới thiệu trên tạp chí Sport Illustrated danh tiếng với bộ lịch áo tắm gợi cảm gây tiếng vang lớn. Là một vận động viên lướt ván tài năng nhưng Malia Jones lại nổi tiếng trong vai trò người mẫu nhờ gương mặt xinh đẹp cùng những đường cong rất gợi cảm. Cô đã tạo dựng sự nghiệp từ những hợp đồng làm mẫu cho hàng chục tạp chí cùng những nhãn hàng danh tiếng. Mặc dù chỉ đứng trong top 10 thế giới nhưng với sắc đẹp nổi bật, tay vợt người Nga Maria Kirilenko đã trở nên nổi tiếng và giàu có nhờ làm người mẫu cho các hãng thời trang và đặc biệt. Cô còn là gương mặt đại diện cho thương hiệu Adidas danh tiếng. Ronda Rousey đến từ nước Mỹ là võ sĩ MMA, võ thuật tổng hợp, tài năng từng xuất sắc giành nhiều danh hiệu cùng những khoản tiền thưởng khủng. Ngoài tài năng, cô còn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa. Không chỉ tài năng mà tay đua xe cổ Danica Patrick còn nổi tiếng xinh đẹp. Cô là một trong số ít người đẹp kiếm tiền giỏi khi có hàng chục hợp đồng tài trợ cùng những khoản tiền thưởng lớn của nhiều lần vô địch các giải đua xe. Tay vợt người Đan Mạch Caroline Wojniacki từng kiếm được bộn tiền thưởng khi giành được 23 danh hiệu của WTA cùng 2 lần lọt vào các trận chung kết US Open. Đồng thời, cô còn là người mẫu nổi tiếng của các thương hiệu Adidas và Godiva nhờ gương mặt xinh xắn cùng thân hình nuột nà đầy quyến rũ. Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp và giàu có với khối tài sản hàng chục triệu đô la Mỹ, vận động viên Lokolini Kmichen còn vô cùng tài năng. Đặc biệt, cô đang giữ kỷ lục Guinness Thế giới khi là nữ vận động viên ba môn phối hợp trẻ nhất hoàn thành chặng đua dài 141 dặm ở cuộc thi Ironman tại Hawaii, nước Mỹ vào năm 1995, khi mới 18 tuổi. Cô chị nhà William, Venus William, là tay vợt da màu đầu tiên của Mỹ từng được Hiệp hội Quần vợt nữ xếp ở vị trí số 1 thế giới. Cô đã giành được 49 danh hiệu đánh đơn cùng 4 huy chương vàng Olympic. Mặc dù chưa giàu có bằng cô em gái nhưng khối tài sản mà Venus William sở hữu cũng có giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ. Em gái của Venus William, Serena William được xem là một trong những tay vợt nổi tiếng nhất của làng banh nỉ. Cô từng xuất sắc giành được vô số danh hiệu Grand Slam đơn và đôi nam nữ, kèm theo là số tiền thưởng khổng lồ. Ngoài ra, thu nhập từ những hợp đồng tài trợ của các hãng thời trang nổi tiếng trong suốt 21 năm ròng đã góp phần đem lại cho người đẹp này hàng trăm triệu đô la Mỹ. Maria Sharapova là ngôi sao quần vợt người Nga nổi tiếng xinh đẹp và tài năng. Ngoài tiền thưởng từ những danh hiệu, cô còn có thu nhập khủng từ việc làm người mẫu của nhiều nhãn hàng danh tiếng trong thời gian dài. Vì thế cho nên, Sharapova luôn đứng trong top đầu những vận động viên xinh đẹp và giàu có nhất của làng thể thao thế giới.